Hello hello, lại là Vintop đây. Ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng xả stress với 82 khoảnh khắc bá đạo được camera ghi lại nhé. Vô. Rồi rồi, vô thế, chuẩn bị nhảy nha mấy đứa. Hey. Chết hai chị đẹp của tôi rồi, sao mà không ai đỡ mấy chị hết trơn vậy? Thiệt là nghiệt ngã quá đi mà. Khi bạn đang làm việc nhưng thấy gái thì vẫn phải nhìn. Ây da. Chơi cái trò gì mất dạy vậy? Hả? What the fuck? Anh thợ đầy ác với anh ta quá vậy. Tóc thì không nhuộm, đi nhuộm hết cái mặt của người ta, xứng đáng bị ăn 82 cú đấm mà. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Ui, chị này là con gái mà giỏi quá vậy, cưỡi ngựa cứ phải gọi là chuyên nghiệp không ai bằng. Chơi cái trò gì mất dạy vậy? Ảo thật đấy. Ù là trời, hóa ra tất cả chỉ là sự lừa dối sao? Các người được lắm. Đáng lòng nhất là phải tự đi ăn trộm số tiền do mình làm ra. Thấy anh trai rút tiền mà hồi hộp thay cho ổng luôn. Run. Rồi rồi, không xong rồi. Nóc nhà đã thấy và đánh giá. Chia buồn với anh trai nha. Nơi tình yêu kết thúc là đây chứ đâu. Thôi thôi, dẹp nghỉ phẻ luôn, chứ yêu đương gì tầm này nữa chứ. Chị gái thấy bạn bên cạnh yêu thương tình cảm quá, nên là kêu người yêu của mình cũng làm y chang như vậy. Làm gì đấy? Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. U là trời, cha nội này chán sống hả? Kêu ông đút cho bồ ông ăn, chứ ông đút bồ người ta chi vậy? Chuyến này khó sống rồi. Và sau đây là tiết mục ném hoa cưới đầy bất ổn. Sao mà đó được? Dạ. Số trời định mấy anh chị này ới tới già luôn hai gì nè. Ê da, vợ với trẻ con, có đồ ăn ngon lại ăn một mình, phải lụm một miếng mới được. Kinh tởm. Ôi trời ơi, thôi bỏ mẹ rồi. Ai mà dè cái hỗn hợp kia lại là cái thứ thoa gót chân của bà chị vợ chứ. Đây là cách mà một gia đình thể hiện tình cảm, rất đáng để ngưỡng mộ luôn nha. Hả? Hả? Ơi là trời, cuối cùng thì người tạo nghiệp cũng phải trả nghiệp. Cái trái chuối kia vẫn quay về với bà chị. Thật là đỡ không được mà. Hiểu kiểu gì? Cách để hội chị em tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe rồi đó kêu. Oh my god. Coi bộ cũng ok là phết đó nha. Triển ngay cho lóng mấy chị ơi. Và sau đây là một câu chuyện cảm động về tình mẹ con. Bé gái tưởng mẹ ra khỏi nhà rồi lụm cái điện thoại chơi liền. Ai dè, tất cả chỉ là sự giả dối thôi. Rồi, thôi thôi, chết rồi bé ơi, em còn non và xanh lắm. Khi bạn còn nhỏ tuổi nhưng phải làm cha, be like. Hả? What the fuck? Thằng nhỏ chắc bất lực lắm, nó mà biết, nó sẽ nói câu, ông làm bố tôi hơi bị lâu rồi đấy nha.
chó cũng có chó đít chó đát lắm nha quý vị. Rồi các bạn ơi, hơi thiệt là không đỡ nổi với bà chị này luôn, ai làm lại chị nữa chứ. Thích nấu cơm mà nồi cơm với ổ điện xa nhau quá, anh trai còn đang lay hoay thì ông bố cho cái ghế. Ok, vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi. What the fuck? Sao mày ngu thế hả? Màng ơi, làm vậy cũng được hả anh? Bỏ tay với cha nội thì thiệt chứ. Thấy vợ ngủ ngon lành, anh chồng nhanh tay dở cái trò trộm cắp. Cố gắng nhà nơi sắp thành công rồi kìa. Ôi trời ơi! Cứu tôi, à, này là do anh trai xui nha. Chuyến này chị vợ cho ngủ sofa mấy đêm vì cái tội ăn cắp luôn đó. Một pha xử lý cồng kềnh nhất vũ trụ mà có thể bạn chưa biết. Thật là thông minh. Ơi là trời, bó tay với hai vợ chồng già này luôn á. Xin giận của tại hạ một lại đi đó bà. Thanh niên đi ăn cướp quên coi ngày kiểu. Ôi trời ơi, quá là gắt gối luôn. Mày bị điên à? Cuối cùng thì thằng ăn cướp cũng phải bỏ cuộc trước cái độ lầy của bà chị. Bởi vì nhờn với phụ nữ là không có được đâu nha mấy đứa. Tất cả đều đúng. Đúng, hợp lý. Chị đẹp biểu diễn biệt tài ảo thuật đỉnh cao, không phải ai cũng làm được. Chị là nhất nhé chị ơi. Ôi dài ơi. Ơ, thì ra người hứng chịu lại là anh người yêu hả? Thương anh quá đi. Hai vợ chồng đang ăn cà lem ngon lạnh thì bất ngờ. Tôi chờ cả nhà yêu của em. What the fuck? À, thì ra hai ông bà lén ăn đồ ăn của thằng nhỏ phải không? Cha mẹ này đúng là lạ lùng dữ lắm mà nhìn. Sau khi xem xong video vừa rồi thì các bạn cảm thấy như thế nào? Nhớ để lại chia sẻ cho Bình Top biết với nhé. Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.